Mà ba con dẫn cô Diệp về đây cũng lâu lắm rồi. Với lại mẹ con buồn lắm. Từ bây giờ trở đi con đừng có nói với bà nội về chuyện cô Diệp với lại em Bin ở nhà mình nha. Bộ mẹ sợ là bà nội giận tại vì ba dắt bồ về nhà này hả? Con phải giải thích cho mẹ liền. Con Duyên á thì lại nói cô đó là bạn của con, còn con thì nói cô đó là bạn của con Duyên. Vậy là như thế nào? Mà tại ba mà mẹ giận. Ba đã nói làm sao? Con đích không có được xen vô chuyện người lớn nghe chưa? Con giận ba luôn. Ra. Bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch. Cơn co giật đã ảnh hưởng đến não. Con thấy hậu quả của cô chưa? Cô đúng là cái loại không ra gì mà. Em tôi bị như vậy tất cả là do lỗi tại cô. Em tôi mà có mệnh hệ gì, cô sẽ không yên với tôi đâu. Anh là người anh xấu xa mà. Anh thật xấu xa, anh thật tội lỗi. Bân, em sao vậy? Bân, em có sao không?